Việc làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, đặc biệt là những dự án trọng điểm thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Nhận thức được điều đó, những năm qua, cấp ủy chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Tam Nông đã tăng cường chỉ đạo, kịp thời giải quyết các nút thắt trong từng dự án. Qua đó, tạo được sự đồng thuận của người dân và giúp các dự án trên địa bàn huyện được triển khai thi công đúng tiến độ. Toàn bộ diện tích đất ở và đất vườn của gia đình bà Phạm Thị Mẫn nằm trong diện tích thu hồi để phục vụ cho dự án khu đô thị Quang Húc và Sân Gôn 2. Trong đó có một ngôi nhà được xây dựng đầu năm 2021 trị giá trên 600 triệu đồng và 1.500 m² đất vườn. Sau khi được vận động tuyên truyền, thấy rõ được lợi ích của dự án mang lại, gia đình bà Mẫn đã tiên phong chấp hành việc kiểm đếm để phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong cái đợt thu hồi đất của dự án này thì gia đình tôi là cả vườn cả nhà là khoảng 1.500 m². Thế thì trong cái dự án này thì các anh ấy tuyên truyền thì gia đình chúng tôi rất phấn khởi thôi, vì là cái dự án này nó về quê hương thì nó sẽ được con cháu về đời sau nó sẽ được hưởng. Vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án sẽ chậm tiến độ. Việc này không chỉ gây khó khăn cho chủ đầu tư mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân địa phương. Là trưởng khu, ông Thọ hiểu hơn ai hết vấn đề đó. Cũng vì thế mà khi đất đai, nhà ở của gia đình nằm trong diện thu hồi, ông Thọ không những tiên phong thực hiện mà còn đi vận động các hộ khác trong khu. Nhờ đó tạo sự đồng thuận và nhất trí cao trong người dân. Từ đó, việc đối thoại giữa chủ đầu tư và người dân đều diễn ra thuận lợi. Các bên đều đạt được thỏa thuận về các chính sách đền bù tái định cư để đẩy nhanh tiến độ dự án. Qua quá trình của đi vận động của khu dân cư thì chúng tôi đã vận động về đất ruộng, đất nhà ở, đất ruộng thì đã trên 9%. Một số hộ băn khoăn chưa đồng tình ủng hộ vì lý do khu hạ tầng tái định cư chưa làm, nên tôi đề nghị là sẽ làm hoàn thiện khu tái định cư càng sớm càng tốt thì người dân sẽ đồng tình ủng hộ về việc kiểm đếm. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có chủ trương thực hiện dự án xây dựng khu đô thị Quang Húc và Sân Gôn 2 nằm trong quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và Sân Gôn Tam Nông tại xã Quang Húc với tổng diện tích gần 100 hectare. Dự án có tác động đến hơn 800 hộ dân. Khi nhận được chủ trương, huyện Tam Nông và xã Quang Húc đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền và thường xuyên thông báo tới người dân. Địa phương cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp đối thoại, giải thích với nhân dân. Chỉ sau 2 tháng triển khai, mặc dù diện tích thu hồi lớn, số hộ trong diện kiểm kê và thu hồi đông, song đến nay đã có gần 800 hộ thực hiện việc kiểm đếm, đạt trên 95%. 100% các hộ gia đình cán bộ đảng viên đã gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện kiểm đếm. Chúng tôi phối hợp với Hội đồng Bồi thường Giải phóng Mặt bằng tổ chức các cái hội nghị để tiến hành là tuyên truyền phổ biến cho bà con nhân dân, chỉ đạo việc niêm yết các cái quy định của nhà nước để nhân dân tìm hiểu. Là đối với lại người dân của xã Quang Húc cũng đã nhận thức rất là tốt, rất là ủng hộ cái chủ trương của Đảng và nhà nước phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đã xác định là thực hiện tốt cái thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông làm việc tại xã Quang Húc. Các nhiệm vụ cũng đã được giao rất là rõ ràng, thì tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động trực tiếp, thế và tháo gỡ mọi những cái khó khăn để dự án đã đi đến thành công. Để làm tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm trên địa bàn, lãnh đạo huyện Tam Nông, các phòng chuyên môn thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân. Những nội dung vướng mắc liên quan trong quá trình giải phóng mặt bằng như công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, nguồn gốc sử dụng đất của các hộ, chính sách hỗ trợ của nhà nước được giải đáp ngay tại cơ sở, giúp người dân hiểu và sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Tập trung vào cái công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân cũng như là đoàn viên, hội viên, thành viên của các tổ chức chính trị xã hội tạo cái sự đồng thuận trong cái chính sách hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định của Đảng nhà nước, quan tâm đến cái chính sách chuyển đổi nghề cũng như là tìm kiếm việc làm đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi cái quyết định thu hồi đất, xử lý nghiêm những cái sai phạm cũng như là ngăn chặn kịp thời những cái hành vi trục lợi chính sách liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Và quan trọng nữa là chúng tôi cũng thực hiện nghiêm cái việc là cưỡng chế quyết định kiểm đếm bắt buộc cũng như là cưỡng chế thu hồi đất và bảo vệ thi công.
việc thực hiện các dự án chậm tiến độ là thiệt thòi chung cho cả địa phương, chủ đầu tư và người dân. Do đó, sự vào cuộc quyết liệt của các bên liên quan tháo gỡ khó khăn để sớm hoàn thành là hết sức quan trọng. Bởi các dự án khi đưa vào khai thác có ý nghĩa rất lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện nói chung và các xã trên địa bàn nói riêng.